Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu nghề nha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào mua hai sản phẩm, chuyển khoản đủ em sẽ bao ship nha. Rồi, đầu tiên ha. Rồi, tiếp theo là mã số 6 ha. Bán cho anh em ba cây cưa này 100 ngàn anh em. Một cây cưa lách nè. Đó, cưa lách ha. Rất là bén nha. Đó, đang cây chấu cây cây mai nha. Đó. Rồi, cây này thì lưỡi hư anh em, lấy cán ha, xô mát nha anh em. Rồi, cây này lưỡi đây. Đó. Rồi, 100 ngàn mã số 6 ha. Rồi, mã số 7 nè. 100 ngàn luôn nha anh em. Đây, một cây mũi khoan ba cạnh nha. Khoan bê tông anh em, cây đục ha, chưa sử dụng nha. Mới lắm ha. Rồi, một cây khoét lỗ ha, mũi định tâm nè. Khoét lỗ này chắc 39-40 gì nha anh em. Rồi, mã số 7 100 luôn. Mã số 8 nha, 300 nha anh em. MCC nè. Đó, cắt cáp được 60 ly nha anh em. Cái lưỡi mới ha. Rồi, cây này hoạt động bình thường nè. Nó lưỡi cũng không có mẻ nè. Mượn lưỡi này thay dầu vô là xài bình thường nha. Đó. Một cây ha, 300 ngàn thôi nha anh em. Rồi, còn cây này thì bị mẻ lử nha anh em. Mẻ lử nè. Mẻ lử đó. Rồi, đó, về thay lử vô hoặc là để gì xài cũng được. Có cái lử xe cua. Rồi, mã số số 8 300. Rồi, tiếp theo mã số 9 101 nha anh em. Mã số 9. Mã số 9 101 nè. Cây này đó, chưa sử dụng nha. Rồi, với cây này ha, da gọc giấy nè, với cây này. Rồi, mã số 9 101. Rồi, anh em chốt thì cứ liên hệ em ha, qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề.